cơm gà 19k ở Sài Gòn. Cô ăn thử xem thử nó như thế nào nhé. Tôi nghèo, bạn cũng thế. Cái là mình mua một món chính. Để có thể ăn được cái cơm gà 19k này thì chúng ta phải mua một cái món chính ở bên này. Là chỉ áp dụng trong cái hai thôi. Thì đây sẽ là cái cơm gà chiên xù 19k này. À, cơm gà chiên xù là cơm gà chiên xù kiểu này. Được một miếng gà chiên xù. Ui, không ít đâu nha. Cơm ở đây thì sẽ là kiểu cơm chiên. Chưa có vị gì cả. Chỉ có thơm béo mùi gà thôi. Cái này mình đi về nhà thì nó hơi bị ỉu nhẹ rồi. Chịu thôi ha. Phần này mà 19k thì quá ok la luôn mọi người ạ. Thực ra thì cái phần này là 35k. Và có khuyến mãi thì nó mới xuống 19k thôi. Với một điều kiện là phải mua một cái món chính. Gạo bên này thì mình thấy nó ok này. Nó không phải là kiểu gạo nở bung vét ra đâu. Ăn cái này nó cũng chắc bụng này. Với cái phần đóng gói là mình không chê thì thế nào nhá. Đây, xịn sò các kiểu luôn. Mình thấy cái phần cơm gà chiên giòn này nếu như mà không cần khuyến mãi thì với cái giá là 35k cho cái hộp này thì nó cũng xứng đáng rồi. Về cái phần cơm khuyến mãi 19k nhá, mình đánh giá theo cảm quan cá nhân thôi là mình còn thấy gọi là ngon nhất luôn ấy. Đóng gói thì đẹp mắt, chất lượng, đồ ăn làm rất là sạch sẽ. Hương vị ổn, ngon. Quả khuyến mãi thì mình thấy cũng ok nữa, nhưng mà mình thích là khoảng 3 ngày một tuần được không? Chứ có còn một ngày thứ hai khuyến mãi thôi thì nó hơi ít. Tôi nghèo, bạn cũng thế. Ở nhá.